xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh này nhé. Một cô gái với một phong cách rất là cá tính này. Các bạn cùng tô với mình nha.
xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.